Rồi đi Sapa đang đẹp. Mùa thu. Nhưng lên Sapa là se se lạnh. Em cũng lên một tầm một thời điểm này rồi ấy. Vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc gốc màu xanh lá cây cùng với cả bông hoa hồng ở giữa. Mọi người nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.